Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay là tiếp tục đến shop của em Duy để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi ha. Cũng đẹp đẹp không quý vị nè, để đặt đặt không nè ha. Đây, chào em. Dạ, chào quý bà cô chú anh chị mọi miền Tổ quốc ha. Hôm nay em tiếp tục có một số phôi mai muốn giao lưu cùng cô chú ha. Số điện thoại của em là 0931156383, cũng là số Zalo luôn ha cô chú. Và anh thức của em vẫn là như cũ, vẫn là bao ship toàn quốc cho cô chú mình ha. Dạ, hôm nay clip này em đi vào cái mã đầu tiên là mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1 đây quý vị. Dạ, cao 44. Dạ, hoành 19. Rồi, 19 hoành. Rồi, để đây. Để cộng lực cũng đều bầu đây quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 1 giao lưu giá 350 ạ. Rồi, 350 quý vị. Số 2. Dạ, mã số 2 ạ. Dạ, cao 27 ạ. Dạ, hoành 23. Rồi, 23 hoành. Này nó có vết lũ mà nó khép rồi nè cô chú. Rồi. Còn xíu nữa là nó khép sát luôn. Dạ. Giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 2 em xin giao lưu giá 450 ạ. Rồi, 450. Dạ, mã số 3. Số 3 luôn. Cao 30 ạ. Dạ, hoành 14 rưỡi, tính 14 nè. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 3 em giao lưu giá 150 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4 luôn. Dạ, mã số 4 ạ. Cao 50 ạ. Dạ, hoành 24. Rồi, 24 hoành. Cái cành điều hả cô chú? Ha. Dạ. Để đây. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 4 xin giao lưu giá 750 ạ. Rồi, xuống cây. Dạ, mã số 5 ạ. Rồi, số 5 mời quý vị. Dạ, cao 40. Dạ, hoành 20 ạ. Rồi, 20 hoành. Rồi, để em nói luôn nè quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 5 xin giao lưu giá 500 ạ. Rồi, 500. Rồi, tiếp tục. Dạ, mã số 6 ạ. 6 ha, để lực tay cành đều luôn rồi quý vị. Dạ, chiều cao là 52. Dạ, hoành đô vị trí này là 26 rưỡi, tính 26 thôi. Rồi, 26 hoành. Nó co đẹp, tay cành đều. Dạ, đều bốn phía luôn. À, còn để thì để bóc cũng đều luôn. Dạ. À, chống chịu rất là lực ha quý vị. À, cái này nhìn tổng thể đẹp cũng toàn diện ha. Dạ. Giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 6 em xin giao lưu giá 1 triệu 2 ạ. Rồi, 1 triệu 2. Rồi, tiếp tục luôn. Mã số 7 ạ. Chiều cao 40 ạ. Dạ, hoành 18. Rồi, 18 hoành. Để quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu em? Dạ, mã số 7 em xin giao lưu giá 350 thôi. Rồi, xuống cây. 350. Dạ, mã số 8 ạ. Chiều cao 45. Dạ, hoành 21 ạ. Rồi. 21 yếu, tính 20 thôi cô chú. Rồi, 20 hoành. Rồi, để em nói cái gì. Được, có nha. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 8 xin giao lưu giá 450 ạ. 450. Rồi, số 9 luôn. Dạ, mã số 9 ạ. Cao một bầu 35 ạ. Dạ, hoành 19 yếu, tính 18 ạ. Rồi. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? Dạ, mã số 9 xin giao lưu giá 200 thôi. Rồi, xuống cây luôn. Số 10 luôn. Dạ, mã số 10 ạ. Chiều cao 60 ạ. Dạ, hoành 22. Rồi, 22 hoành. Tại cành đều luôn. Có điều ha cô chú. Rồi, để em nói luôn rồi quý vị. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 10 em xin giao lưu giá 650 ạ. Rồi, 650. Rồi, tiếp tục luôn. Dạ, mã số 11 ạ. Cao 40. Hoành vị trí này là 23 hoành. Rồi, 23 hoành đúng luôn rồi quý vị.
không dư không thiếu miếng nào luôn. 20 vận động rồi, cho luôn như em. Dạ, mã số 11 này em giao lưu giá 500 ạ. À, mã số 12 ạ. À, rồi, mã số 12 ai cần điều rang luôn, kêu tới mặt bầu là 79 ạ. Dạ, 25 hoành ạ. Hoành 25, tay cành đẹp. Cò đế cái gì ơi? Để trải đều luôn ha. Cò ngắn. Cò ngắn đẹp á cô chú ơi. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 12 này em xin giao lưu giá 850 thôi ạ. 850. Rồi, lên 13 luôn. Dạ, mã 13 ạ. Chiều dài là 30 ạ. Dạ, hoành 22 ạ. Rồi, 22 hoành. Rồi, cho luôn nhiêu đen. Dạ, mã 13 này em xin cho luôn giá 400 ạ. Rồi, 400. Dạ, mã 14 ạ. Rồi, 14 đây quý vị. Dạ, chiều cao 50 ạ. Dạ, hoành 21. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 14 xin giao lưu giá 550 ạ. Rồi, 550. Dạ, mã 15 ạ. Cao 35 ạ. Dạ, hoành 18. Rồi, 18 hoành. Này, nó có bị lũa hả cô chú? Lũa lưng chỗ đó ha. Dạ, nhưng mà cây mạnh nè, lên mầm. Đập chồi này lọc ở trên đó, quý vị. Cô chú yên tâm ha. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 15 xin giao lưu giá 250 thôi ạ. À. Rồi, 250. Dạ, mã 16 ạ. À. Dạ, chiều cao 50. Cành phóng 60 ạ. À. Dạ, hoành 23 hoành ạ. À. Rồi, 23 hoành. Rồi, để luôn. Để kính bồng hả cô chú ơi. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã 16 này em xin giao lưu giá 600 thôi. Rồi, 600. Rồi, tiếp tục luôn. Dạ, mã 17 ạ. 17. Dạ, cao 45 ạ. Dạ, hoành 21 rưỡi, tính 21 thôi. 21 hoành ạ. Rồi, để em nói cái gì. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 17 này em xin giao lưu giá 450 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 450.000. Dạ, mã 18 ạ. Rồi, 18. Dạ, chiều cao là 55. Dạ, hoành 24 ạ. Rồi, 24 hoành à quý vị. Hoành 24. Tay cành đều bự, ha. Bự bự thôi ha, dạ. Đều. Để nó đây. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 18 xin giao lưu giá 750 thôi ạ. Rồi, 750. Dạ, mã 19 ạ. Rồi, mã 19 là một cặp chuồng trâu nhỏ nhỏ đây. Dạ. Chiều cao bên đây là 40. Bên đây là 40 luôn cô chú ơi. Dạ, hoành đây là 16. Dạ, hoành thân này là 12. Thân bên đây là 13 cô chú. Rồi. Này nó có con quýt lũa nhỏ đây ha. Kéo đây. Cặp sừng trâu nhỏ nhỏ gọn gọn đây rồi quý vị. Dạ. Quái nè cô chú. Đều ha. Dạ. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã 19 em xin giao lưu giá 750 thôi ạ. 750 ha. Dạ. Hàng quái quái trời ha. Dạ, quái á. Rồi, mã 20 ạ. Chiều cao 40 ạ. Này nó cấn đo xích ngoài ha cô chú. Đo ngoài. Ở ngoài đây là 21. Rồi, 21 quạch. Trong to hơn tí ha. Rồi, củ đế luôn rồi quý vị. Nguồn khối luôn cô chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 20 này em xin giao lưu giá 500 ạ. Rồi, xuống cây luôn, 500. Dạ, mã 21 ạ. Chiều cao 76 ạ. Dạ, hoành 21 luôn. Rồi, 21 hoành. Tay cành cũng đều ha. Dạ. Rồi, để luôn.
Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 21 em xin giao lưu giá 200 ạ. Rồi, 200, giá yêu thương rồi. Bao ship rồi nha cô chú ơi. Dạ, mã 22 ạ. Chiều cao 60. Dạ, hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Tay cành cũng đều luôn đây. Rồi, để em nói luôn quý vị. Gồm này khó nha cô chú. Rồi, cho luôn như đây. Dạ, mã 22 em xin giao lưu giá 600 thôi ạ. Rồi, 600. Rồi, lên 23 luôn rồi quý vị. Dạ, mã 23. Dạ, chiều cao là 38. Dạ, hoành 18 ạ. Rồi, 18 hoành. Đấy đây. Đẹp đấy quá đây. Dạ, gần, gần khối ha. Rồi, cho luôn nhiêu đen. Dạ, mã 13 nè. Ủa, mã 23 nè, em xin vô đu giá 400 ạ. Rồi, 400. Dạ, mã 24 ạ. Chục cao là 48. Dạ. Dạ, hoành 25 đúng ạ. Rồi, 25 hoành đúng luôn. 25 đúng ạ. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 24 em xin giao lưu giá 850 ạ. Rồi, 850. Dạ, mã 20, 25 ạ. Sao 25 đây quý vị? Dạ, chiều cao tới một bầu là 60 ạ. Dạ, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Tay cành cũng lực ha cô chú. To to. Rồi, để luôn. Rồi, giao lưu như đây. Dạ, mã 25 xin giao lưu giá 400 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, mã 26 ạ. Cao là 40 ạ. Dạ, hoành 20. Rồi, 20 hoành. Rồi, để em nói luôn rồi quý vị. Nguyên khối luôn cô chú ơi. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 26 này em xin giao lưu giá 500 thôi. Rồi, 500. Mã 27 ạ. 27 đây. Giao hoành là 24. Cao tới mặt bầu là 23. Rồi, xây luôn. Rồi, giao lưu như em. Dạ, mã 27 này em xin giao lưu giá 200 ạ. 200. Dạ. Đi 250 bán 200 luôn. Dạ, bán 200 luôn. Dạ, mã 28 ạ. Dạ, cao 35. Hoành 23, có hơn ạ. 23 hoành. Em này cũng có cái vết sẹo nhỏ nhỏ lưng dạ. Xíu như cái gì. Dạ. Đây nhưng mà lành rồi cô chú. Sắp xíu, sắp khép rồi. Xíu nữa là nó khép ngay chỗ đó luôn. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 28 xin giao lưu giá 550 ạ. Rồi, 550. Rồi, lên 29 luôn. Dạ, mã 29 ạ. Cao tới mặt bầu là... Ủa, cao là 42 ạ. Hoành 17 của chú ơi. Rồi, 17 hoành. Rồi, để đây. Rồi, giao lưu như đen. Dạ, mã 29 em xin giao lưu giá 300 ạ. 300. Thành 40 luôn. 30 ạ. À, cũng 30 cặp. Dạ, mã 30. Châu nè. Tiền châu. Chiều cao bên đây 59. Bên đây 63. Dạ, hoành tổng 25. À, cái bên đây là 20. Dạ, bên đây là 17 ạ. Rồi, bên 17, bên 20. Rồi, để nó có gì. Rồi, giao lưu nhiêu đen? Dạ, mã 30 em xin giao lưu giá 1 triệu thôi ạ. Rồi, 1 triệu. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ, mã 31 ạ. 31 đây. Không sao. Dạ, mã 31 ạ. Cao tới mặt bầu là 50. Dạ, hoành 20 ạ. Rồi. Rồi, để luôn rồi quý vị.
Rồi, cho luôn nhiêu đen? Dạ, mã 31 này em xin cho luôn giá 400 thôi. Rồi, xuống cây luôn, 400. Dạ, mã 32 ạ. Cao tới cao là 47 ạ. Dạ, hoành 26. Rồi, 26 hoành. Rồi, cũ đế luôn hả quý vị? Trải cũng đều luôn ha. Rồi, giá luôn như đêm. Dạ, mã 32 em xin giao lưu giá 650 ạ. Rồi, 650. Dạ, mã 33. Rồi, 33 đây rồi quý vị. Cao 38 ạ. Dạ, hoành 20 yếu, tính 19 thôi cô chú ơi. Tính 19 hoành. Rồi, 19 hoành, để nó đây. Khối nè. Giá luôn như em. Dạ, mã 33 em xin giao lưu giá 350 thôi ạ. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, mã 34 ạ. Rồi, 34 này quý vị. Cao là 67 ạ. Dạ, hoành 24 ạ. Rồi. Ngay đây, 24. 24 hoành. Tại cành đều luôn. Điều rang. Để em nói đây quý vị. Em bích cái tầng. Rễ cám, rễ lông nhiều lắm cô chú ơi. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã 34 xin giao lưu giá 600 thôi ạ. Rồi, 600 ngàn. Dạ, mã 35 ạ. Rồi, 35 luôn. Cao tới mặt bầu là 62. Dạ, hoành 21 ạ. Rồi, 21 hoành. Cụm tay cạnh. Rồi, có đế quý vị. Rồi, giao lưu như đây. Dạ rồi, mã 35 này em xin giao lưu giá 400 ạ. Rồi, xuống cây luôn. Dạ, mã 36 ạ. Rồi, cặp sừng trâu. Dạ, chiều cao bên đây là 49. Bên đây là 50. Dạ, tổng này là 22. Bên đây hoành đây là 16. Bên đây cũng 16 luôn cô chú ơi. 6 dư xíu. 16. Đều nhau á cô chú. Rồi, để luôn rồi quý vị. Nguyên cũ luôn cô chú ơi. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, mã 36 này em xin giao lưu giá là 1 triệu 2 thôi ạ. Rồi, hết ha. Dạ. À, trước tiên thì cũng cảm ơn cô chú anh chị ha. Những clip vừa rồi đã ủng hộ em rất là nhiều ha. Clip này cô chú anh chị xem coi có cây nào hợp nhãn hợp mắt á. Thì cứ gọi điện thoại trực tiếp cho em ha. Hoặc là kết bạn Zalo với em ha cô chú anh chị. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.